ghê chị. Sai xỉn là vô đây ói được lum la không dội người ta. Cộng phải lịch sự chứ, phải văn minh chứ. Gì đâu mà dơ hết tay chân rồi. Không nổi luôn, chịu cái mùi, không nổi được cái mùi này thiệt. Đời tôi chúa ghét mấy thằng xịn. Suốt ngày vô rồi làm mới ghét xuất hiện luôn rồi kìa. Em ơi, em ơi, em ơi. Ủa trong cái từ này có đứa em nào trong này hả? À, xin lỗi, không ai được. À đây. Đang có đây, mới ở kia, mới kia giao lưu ở bên kia xong. Rồi hỏi có ai không, tôi nè. Đây luôn hả? Đây luôn nè. Đây luôn. Xỉn quá à, mới còn sớm mà xỉn sớm vậy trời. Đừng nói vậy, mệt. Mệt đó hả? Mệt, đừng nói nhiều. À. Ủa, đứa này làm chi? Chứng minh. Không, ở đây không cần chứng minh anh. Không cần chứng minh luôn hả? Không cần luôn. Anh quen biết hết hả? À, rộng rãi lắm, không cần. Ok, cần. Cảm ơn anh, sợ à, chúng ta đụng suốt. À. Vô nha. À, vô đi. Đấy, phòng đó là có người rồi, phòng đây nè. Dạ. À. Ok. Ok. Cảm ơn nha. Xịn quá, xịn rồi. Đi xong nói mà leo lưỡi luôn sao. Cái gì vậy anh ơi? Cho anh nước suối đi. Nước suối hả? Hả? Nước suối nè. Ủa? Ủa mà trong đó có nước nhiều nước lắm, lấy nước này làm chi? Nước suối. Ồ, tính ra không sạch sẽ quá ha. Quá xịn. Cái gì đó anh ơi? À, có mì không anh ơi? Có mì. Cho gói mì đi. Có rồi, một gói mì rồi gì nữa. Mì ơi, trứng nha. Trứng luôn hả? À. Ừ, trứng. Ủa, thôi rồi. Gì vậy? Ê. Ngồi vậy ăn được luôn hả? À. Ăn được luôn. Được chứ, cứ sao vậy? Chứ bữa chỗ đây không cho ăn hả? Không, cũng cho ăn. Mấy chỗ khác mà cho ăn đó. Không, cũng cho ăn chứ. Nhưng mà chắc ăn gì ngon miệng lắm ha. Ôi à, trời, đói bụng mà. À, rồi. Mệt đó. Rồi, có mì liền, có mì liền. Ôi, sáng giờ đói bụng lắm á. Đó, đó biết rồi, biết rồi. Cho trái ớt luôn nha. Cho trái ớt luôn không? Khổ thiệt. Trời. Đang làm mì. Sao không có xà bông vậy? Sao? Xà bông nè. Xà bông đi. Rồi. Mì để chút xíu rồi nó nở ra nha. Rồi. Rồi. Xà bông luôn. Phục vụ chú đáo ra. Chú đáo mà, yên tâm đi. Ồ, sạch sẽ quá ta ha. Cái gì nữa? Kỳ quá vậy? Cái gì kỳ? Khăn đâu? Khăn. Khăn gì? Khăn tắm. Khăn gì? Khăn tắm á. Tắm á hả? À. Chắc tận dụng triệt tiêu nguồn nước gì? Ấy không có khăn tắm mà lấy khăn giấy đỡ được không? Được, cứ lẹ lẹ. Rồi, được luôn nè. À, nó xài như xài. Tớ nguyên cuộn vậy luôn hả? Ừ, hỏi tính tiền ha. Ok. À. Chủ quá bảnh bao. Ờ. À. Nữa. À, cho tôi hỏi nhẹ cái. Hỏi. Ở đây, hỏi nhẹ cái, hỏi nhỏ thôi. Đi mà nhiều chuyện quá, từ nãy giờ chưa xong nữa. Ở đây có từ mát không? Ủa, trong đó chưa được mát hả? Mát à. Mát gì? Em múc ra. Ủa hả? Ủa nhiều lắm. Ở đây ra vô hoài à. Vô hoài. Cứ 50 phút có đứa, 50 phút có đứa. Không à, cho một đứa vô đây được không? Vô. Gì vậy? Nhi vô đây làm chi? Bên kia tự nhiên quanh đây. Bên kia mới được hả? Ừ. Không có à? Ừ, bên đó mới được. Ông cho đứa vô đi. Trời ơi cha.
Hồng cha bên đây cha ơi. À xỉn quá nhìn không ra luôn rồi kìa. Rồi cứ tới cho vô đây nha. Rồi vô đây. Không có được. Xỉn mệt quá. Tôi có tiền. Rồi tôi có tiền. Có tiền có quyền. Ai? Cái gì nữa? À không có tủ để đồ hả? Cái gì? Không có tủ quần áo hả? Tủ cái gì? Không có tủ quần áo. Thiệt tình á, khổ ghê hồn luôn á. Anh ơi, không có cái giường hả? Còn mất tiền. Mày đừng kiếm cái giường không ra vậy. Trời ơi, nó đi đường nào vậy trời? Ba ơi, đây, đây. Ông nói có gái, tôi kiếm hoài không thấy vậy. Dạ, một hồi nó mới vô. Nó đâu có vô thường xuyên đâu, phải từ từ nó mới vô chứ. Mà phòng mình bên đây mắc lé quá anh ấy. Trời ơi kỳ quá vậy. Tôi kiếm gái. Gái hoài. Lo đi đi chứ. Quá phá. Tôi vô đây làm cái gì? Thì ai biết không làm gì không làm chứ. Tôi vô đây tôi ngủ. Hả? Thế vô đây mà không có cái giường. Hả? Khách sạn có cái giường là mở khách sạn làm cái gì? Đây, mở con mắt lên. Hô theo công cộng. Hô hồi nào, tội tôi đi rồi lét. Tội tôi đi lét. Thấy chưa, rõ ràng chưa? Rõ cái gì? Hả? Cái toilet. Hả? Tôi hỏi ông. Hả? Cái toilet vậy, thấy ông nội ông đặt cái bàn trang điểm này làm cái gì? Trang điểm? Ba ơi ba, cái chỗ này là cái chỗ người ta ịn cái mông, ba đưa cái mặt vô ba kêu là cái bàn trang điểm. Ông xỉn quá, ông thấy được không? Bây giờ là tôi nè. Ừ. Không đủ tỉnh táo nói chuyện với ông. Ok. Ok. Mình đi. Đi. Dạ. Được. Không cho thay phòng thì thôi. Đi luôn đi. Đi luôn. Trả chứng minh đây. Không, chứng minh đưa rồi. Hồi nãy đưa rồi, bây giờ trả tiền đây nè. Tôi nói rồi. Tiền mì gói đồ này nè. Chưa ngủ đêm nào trả tiền cái gì. Con xỉu rồi thì... Ê. Còn phòng không? Phòng gì? Sao thằng kia nó nói ở đây cho mướn phòng? Phòng gì? Nhà nghỉ. Mà đứng đó đi, tao quýnh chết cha tụi bay luôn. Ê ê, rượu vang đúng không? Rượu đi không?